Hello, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyễn Khánh làm video để giới thiệu đến quý vị và các bạn dòng sản phẩm đó là tấm nhựa ốp tường ốp trần. Tấm nhựa ngày hôm nay là một trong những sản phẩm có chất lượng tốt, có độ dày và có đa dạng về mẫu mã cũng như là các cái phụ kiện khá là đầy đủ. Thì video ngày hôm nay mình sẽ tóm tắt sơ bộ để cho quý vị tham khảo quý vị nha. Thì sản phẩm ngày hôm nay là tấm phẳng, đầu tiên là tấm phẳng quý vị này. Tấm phẳng này có kích thước là rộng 30 quý vị nha, độ dày 9 ly và có chiều dài là 3 mét. Về cá nhân Nguyễn Khánh đánh giá đây là một trong những sản phẩm chất lượng cao, rất là dày quý vị nhé. Tổng độ dày của nó là 9 ly thì độ dày của nó là bằng với lại các cái sản phẩm tấm ốp mà Nguyễn Khánh đã từng làm video. Nhưng sản phẩm ngày hôm nay thì cái lớp thịt của tấm này quý vị này, quý vị để ý nhé, cái nhựa của lớp thịt tấm này khá là dày dặn quý vị nhé, lớp thịt nhựa khá là dày. Đấy. Cái lớp bề mặt phủ cái phim này khá là chắc chắn và Nguyễn Khánh đã test hàng về cái độ bám dính của lớp phủ vân gỗ này thì khá là chắc chắn. Với hai phương châm test thử, thứ nhất là test phơi ra nắng, thứ hai là test ngâm nước. Thì trong thời gian test là 8 tiếng thì mình cảm thấy rất là ổn định, không hề bị bong chóc quý vị nhé. Về sản phẩm này, đối với giá ở thị trường quý vị nhé, đối với chất lượng này và giá ở thị trường thì mình cảm thấy rằng là giá là hợp lý quý vị nhé, giá rất hợp lý. Bởi vì thực sự ra nó là dòng chất lượng tốt quý vị nhé, chất lượng tốt, dày dặn. Tốt ở đây mình đánh giá trên phương diện là gì? Thứ nhất, sản phẩm cứng, test thử hai dạng thì vẫn ổn định về sản phẩm. Cái thứ hai nữa là rất là dày quý vị nhé. Đấy. Còn tổng thời gian sử dụng nó như thế nào thì đó là đánh giá của quý vị. Bởi vì khi quý vị sử dụng nó, quý vị sẽ có cái đánh giá về sản phẩm khác nhau. Và tiêu chuẩn nhà máy đưa ra, tuổi thọ sản phẩm thì lên đến 30 năm quý vị ạ. Đó là tấm phẳng quý vị nhé. Về giá sản phẩm này, hiện tại quý vị nào quan tâm vui lòng hãy bình luận ở dưới mỗi video hoặc quý vị hãy kết bạn Zalo với Nguyễn Khánh, số điện thoại 0948743274 quý vị ạ. Rồi, đây là tấm phẳng quý vị nha. Tấm thứ hai là tấm lam sóng. Tấm lam sóng này có kích thước chiều rộng là 28,8 cm, có độ dày là 1 phân và có chiều dài là 3 mét quý vị nhé, có chiều dài là 3 mét. Và cái điều đặc biệt nữa gì là cái sản phẩm tấm lam sóng này nó sẽ trùng màu với lại tấm phẳng này để khi quý vị thi công, quý vị có thể là phối hai cái lại với nhau quý vị nha, phối hai cái với nhau để quý vị tạo điểm nhấn. Nó là một trong những cái cách rất là giống so với các sản phẩm khác thôi, nhưng đối với sản phẩm này thì khá là dày dặn. Có một cái này thì mình không thích lắm về sản phẩm này, bởi vì cái bề mặt rộng của nó này là 28,8, gần như là 30 cm. Thì đối với cái tấm mà càng lớn quý vị nha, đối với tấm này mà càng lớn càng rộng thì cái phần thi công nó sẽ bị hao hụt nhiều quý vị ạ. Nên là cái lam sóng này thì mình lại thích những cái tấm mà nó có cái kích thước nhỏ hơn. Ví dụ như rằng này, nó nhỏ hơn như này quý vị nhé. Bởi vì khi chúng ta ghép cái này này, chúng ta ghép hai tấm lại với nhau thì tấm lớn hay tấm nhỏ thì cũng như nhau thôi, không hề thấy được những cái vết nối. Bởi vì cái này là cái hèm âm dương quý vị này, hèm âm dương. Khi mình ghép hai tấm lại thì không hề thấy vết nối. Cho nên cái vấn đề là cái tấm này là tấm 29-30 thì mình không thích. Bởi vì thứ nhất là thi công nó khó hơn, cái thứ hai là những cái chỗ mà như cửa nẻo nhiều thì mình bị cắt này tốn hao hụt nhiều hơn. Đấy. Về trường hợp tấm phẳng này thì đó là mình không có nói rồi, nó là trường hợp bắt buộc. Tấm càng, ví dụ tấm 40 là đẹp, 40-30, 40-60 là đẹp. Nhưng đối với tấm sóng này thì mình thích cái loại bản nhỏ quý vị nhé. Đó. Thì đây là sản phẩm khá là dày quý vị nhé, chất lượng khá là tốt, nó cũng giống như tấm phẳng thôi. Và trên thực tế thì đây là những tấm nhỏ, mình thích những cái tấm nhỏ này hơn. Bởi vì thứ nhất là tấm nhỏ mình dễ lắp đặt, dễ ghép, cũng như là thi công rất là dễ hơn quý vị nhé. Đây, khi chúng ta ghép hai tấm lại với nhau thì cho dù nó là bản lớn hay bản nhỏ thì chúng ta không hề nhìn thấy được các cái vết ghép của nó quý vị ạ. Đấy. Mà giá thành thì lại ngang nhau. Và làm như thế này thì mức độ hao hụt của nó sẽ ít hơn quý vị nhé, ít hơn so với tấm lớn. Nên là
Đối với lam sóng thì mình sẽ thích cái tấm nhỏ này hơn, quý vị nhá. Gần như là y chang nhau thôi, nhưng mà tấm lớn thì sẽ hao hụt nhiều, quý vị. Đó. Ok. Sản phẩm thì tương đối là dày dặn quý vị nhá. Sản phẩm là khá là dày. Rất là dày luôn. Tất cả cái bộ mẫu ngày hôm nay khá là dày dặn quý vị ạ. Đây. Và đây là tiếp tục là cái loại ba sóng cao quý vị nhá. Ba sóng cao. Đó, cũng có đồng màu với lại tấm phẳng luôn để chúng ta tạo những cái điểm nhấn nhá quý vị nhá. Tạo điểm nhấn nhá cho sản phẩm. Thích cái màu nào đồng màu với cái nào thôi quý vị. Đây quý vị nhá, ghép hai lại với nhau. Tạo nhấn nhá quý vị nhá. Đó. Cái cách thi công đó thì mỗi một quý vị, mỗi một khách hàng, mỗi một anh em thầu xây dựng kiến trúc có một cái cách phối, có một cách bố trí khác nhau. Còn mình đưa ra những cái sản phẩm nào mình đánh giá cảm thấy là ok nhất thì mình sẽ đưa ra thị trường quý vị nhé. Còn đây là tất cả cái bộ phụ kiện thế này, phào chỉ rồi là len nẹp góc nẹp đầy đủ hết quý vị nhé. Đó, các cái phào chỉ này thì mỗi một loại nó có một công năng khác nhau. Đấy. Ví dụ như là ốp lam đi đây, ốp tấm này đây quý vị nhé, ốp lam đi tấm này, ốp chân tường đó, thì nó có cái phào này, chúng ta chụp nó lên, quý vị này. Chụp nó lên này, chụp mặt cắt này, quý vị nhé. Ốp lên tường, đó, đây là ốp lam đi. Hoặc là quý vị có thể ngửa ra làm len chân tường, quý vị nhé, ngửa làm len, đó, rất là nhiều cách thi công. Đấy. Ví dụ như màu này đi, màu này với lại tấm ốp đây đi, chúng ta cần ốp lên tường xong, chụp nó lại, nó bịt hết đầu nào, đó là ốp lam đi quý vị nhé. Đó. Còn đối với tấm phẳng thì nó có những cái chỉ nhỏ hơn như này, cái này chỉ nhỏ này cũng ốp lam đi, đây chỉ nhỏ này, tấm này chụp nó lên này, cái vị nha, đấy chụp nó lên thôi là xong, đó. Chụp nó lên này, đấy ốp lam đi hay là viền bo mép cạnh cửa đều sử dụng nó hết, cái vị nha, đó, đây đây, đây nẹp V, nẹp góc trong góc ngoài, đây là phào, cái vị nha. Phao cổ trần đây chỉ 6 phân có thể ốp lên trên tạo khung ô tạo điểm nhấn đầy đủ phụ kiện. Còn nếu như trường hợp nào mà quý vị muốn ốp tấm ốp phẳng này mà muốn cái chỉ này nó chỉ có cái 3 phân rưỡi thôi quý vị nhé, nhưng nếu như quý vị muốn sử dụng cái chỉ 7 phân này thì mà khi chúng ta ốp này quý vị này, thì nó thừa nó dư ra rất là nhiều quý vị đây. Đâu, nó thừa nó như này, nó thừa này, nó nhiều quá này quý vị ha. Đấy. Thì chúng ta phải gì, phải dùng một cái máy cắt, chúng ta cắt đi, chúng ta nhắm cái tấm ốp này nó có độ dày là 1 phân quý vị nhé, 1 phân chúng ta ốp vào đây này. Thì nó không hết quý vị, thì chúng ta phải dùng cái máy chúng ta cắt, cắt bỏ đi phần dư này, phần thừa này. Sau khi cắt xong chúng ta ốp cố định lên tường rồi, chúng ta lấy keo silicone, một đường keo thật là nhỏ, thật là nhuyễn, chúng ta đi lên chốc là ok thôi, là đẹp thôi quý vị nhá. Về cách thi công thì quý vị nên tìm hiểu thêm, cũng như là anh em thợ nào có kinh nghiệm thì hãy vui lòng chia sẻ nhé. Đó, thì tất cả hôm nay đó là cái sản phẩm video ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Video ngày hôm nay Nguyễn Khánh dừng tại đây. Quý vị nhớ cho Nguyễn Khánh xin một nút like và hãy theo dõi kênh để mình thường xuyên cập nhật những sản phẩm mới nhất quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.